Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa lập trình React.js tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Chúng ta sẽ đi tiếp cái ví dụ lần trước. Ở video trước thì chúng ta đang dừng lại ở cái bước là chúng ta đã tạo ra được một cái đối tượng list, nó chứa được những cái node như thế này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Ở đây, thay vì render cái list bằng những cái phần tử node set cứng thì chúng ta sẽ render nó dựa trên một cái mảng. Cái mảng đó có thể thay đổi vì mình muốn thêm hoặc là xóa sửa các phần tử, vậy nên nó phải là một cái state. Rồi, nói đến state thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm là get initial state. Các bạn gọi cái hàm nó ra ha, get initial state, cặp tròn cặp nhọn. Rồi, ở dưới này một dấu phẩy và nó sẽ return cho chúng ta một đối tượng. Ví dụ như mình đặt tên cái thuộc tính nó là mảng chẳng hạn. Mảng này, ví dụ và khoa phạm chẳng hạn. Ok, như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi hàm map của cái đối tượng mảng này để chúng ta làm. Rồi, các bạn xóa những cái này đi. Chúng ta mở ngoặc nhọn ra và chúng ta gọi this.state chấm mảng, rồi chấm gì nữa nhỉ, map. Ok, nhớ là không có dấu chấm phẩy ở ngoài này nha các bạn. Rồi, ở trong này thì nó là một cái function cặp tròn cặp nhọn. Với mỗi phần tử thì làm gì, cho nên chúng ta sẽ có cái phần tử ở đây. Và giống như bài trước thì mình đã nói, chúng ta nên có một cái index để chúng ta set cho cái thuộc tính key, tại vì key nó là một cái thuộc tính unique, tức là duy nhất. Rồi, thì ở đây ví dụ mình truyền vào là node, node nhỏ, và tiếp theo là index. Ok, mỗi phần tử thì nó sẽ return ra một cái giá trị, đó là trong cái thẻ là node các bạn, node và set node. Ok, trong cái node này là cái gì nhỉ, là cái giá trị của cái phần tử node, là giá trị phần tử node. Tiếp theo thì chúng ta phải cho nó một cái trường key, bản truyền vào là cái index. Index, ok, nó sẽ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử xem ha. Ra. Ok, như vậy là nó đã lấy được dữ liệu từ cái mảng và nó render ra HTML cho chúng ta. Bây giờ mình muốn ở đây nó có một cái button này, và khi ấn vào button thì nó sẽ hiện ra một cái component để chúng ta nhập vào một cái node mới. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tạo ra cái component đó ha. Mình đặt tên nó là input div. Input div thì bằng cái gì các bạn? React.create class và chấm phẩy. Bên trong các bạn truyền vào một đối tượng và chắc chắn là có hàm render. Hàm render này chắc chắn phải return về một cái HTML gì đó. Thì nó phải return về, ví dụ mình đặt cho nó một cái thế div chẳng hạn. Div. Ok. Trong cái thẻ div này thì chúng ta cần một cái input tag các bạn. Input tag mình sẽ gõ đây, input, và chúng ta nhớ phải đóng cái thẻ input này lại. Tiếp theo là type bằng text. Rồi, chúng ta cần một cái rel để lấy được giá trị của cái input tag này, thì các bạn gõ là rel bằng, ví dụ như mình đặt nó là txt chẳng hạn. Ok, mình cho nó một cái placeholder ha, placeholder bằng enter your node. Rồi, thì nó sẽ phải có thêm một cái button để nó submit lên hay là gửi lên server. Thì ví dụ ở đây mình cho nó một cái button ha, button set button, trong này mình để là gửi. Rồi,
thì cái button này nó có một cái hàm on click gì đó, thì mình gõ vào đây là on click bằng, các bạn trong này mình phải truyền bằng cái hàm, ví dụ đây mình truyền là did.send, thì ở đây chúng ta phải khai báo một cái hàm send đúng không, send, và đương nhiên là đây có một dấu phẩy rồi. Ok, tạm thời thì mình sẽ xây dựng cái input div của chúng ta chỉ gồm những thứ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ thử hiển thị ra cái input div của chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta cho một cái thẻ div này, cho một cái thẻ div, rồi bao hết thẻ là sẽ div. Ok, xuống dòng và xuống dòng ở đây cho nó căng thẳng hàng ha. Chúng ta sẽ cho cái input div ở đây. Rồi, mình sẽ chạy thử xem cái input div của chúng ta trông như thế nào ha. Rồi. Đó, cái input div của chúng ta nó đang ở đây này. Nó có một cái input text và một nút gửi. Ok. Thì trước khi mà gửi lên server và get về gì đó thì mình muốn là khi mà ấn vào gửi thì cái text khi mà ấn vào gửi nó sẽ được thêm vào cái list này. Và tiếp nữa là cái input div nó sẽ bị mất đi, tại vì khi xong rồi thì nó sẽ phải mất đi ha các bạn. Rồi ok, thì chúng ta sẽ làm cái việc đó. Mình đóng cái này lại ha. Chúng ta tiếp tục với cái list, nó có một cái button ha. Thì ở list mình sẽ phải thêm cho nó một cái button để mà nó hiện lên cái div của chúng ta như thế này. Một cái button. Mình cho nó cái text là thêm chẳng hạn. Rồi. On click các bạn. Cho nó một cái on click. Mình phải gọi đến một cái function gì đó. Bình thường thì các bạn hay gọi đến những cái function ở trong cái component. Ví dụ các bạn có thể khai báo một cái function gì đó ở đây và các bạn thêm vào this.tên function. Đương nhiên thì đó là một cách, và nếu mà các cái component của bạn sử dụng đi sử dụng lại một hàm gì đó thì bạn thay vì để nó local ở trong này thì bạn có thể để nó public ở ngoài này. Ví dụ như đây mình sẽ khai báo một cái function nha các bạn. Function mình đặt là add div. Rồi, tròn một nhọn. Cái function này đơn giản là mình chỉ alert lên thôi, alert 123 gì đó ha, chấm phẩy. Và mình sẽ truyền vào cái function này cho cái button click. Thì ở đây chúng ta chỉ truyền vào add là add div. Như vậy là được. Các bạn thấy là đây là cách chúng ta truyền một cái global function. Mình sẽ chạy thử ha. Rồi, đây là nút thêm, bây giờ mình ấn vào. Nó hiện ra 123, như vậy là nó đã hiểu được cái global function của chúng ta. Nhưng ở đây mình muốn là khi mà ấn vào nút thêm thì nó sẽ thêm cái input div vào cho chúng ta. Mình xóa ở đây đi ha, xóa đi. Nếu mà ấn vào thêm thì nó sẽ dùng cái React DOM này các bạn. React DOM nó sẽ render ra một cái thẻ div chính là input div. Set. Rồi, render vào đâu thì cứ document.get element by id và truyền vào cái id chúng ta render ở đâu. Thì bây giờ mình muốn render ngay trong cái list thì ở trong cái list này mình phải tạo ra cho nó một cái thẻ div rỗng để nó render vào. Thì đây chúng ta sẽ tạo cho nó một cái thẻ div rỗng, div và div. Mình cho nó cái id, id bằng ví dụ như là div s. Rồi mình lưu lại xong thì ở trên này mình phải truyền vào là div s, div s. Ok, bây giờ mình sẽ run run này các bạn, ấn vào thêm. Như các bạn thấy thì nó đã thêm được cái component input div vào đây.
Và tiếp theo thì mình sẽ xử lý cái chuyện là nếu mình ấn text vào đây nè và mình ấn gửi thì cái text này nó được thêm vào cái list, và một việc nữa là cái input div này nó biến mất khỏi cái trong cái list này. Thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi, thì đầu tiên mình sẽ xử lý cái chuyện là mình nhập text, ấn gửi và cái text này nó được hiển thị vào trong những cái div này, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái button save ở trong cái input div. Đây, send thì nó gọi đến cái hàm send. Rồi. Bây giờ khi mà ấn vào send thì mình muốn push thêm những cái text mà mới nhập vào trong cái mảng này. Tức là mình phải tác động đến cái state của cái list, đúng không ạ? Muốn tác động được đến cái state của cái list thì chúng ta cần phải sử dụng hàm list.setState. Nghĩa là list ở đây là một cái list gì đó đấy các bạn. Rồi, thì mình phải có được cái địa chỉ của một đối tượng list. Thì muốn có được cái địa chỉ đó thì mình sẽ dùng cách như sau ha. Các bạn xem kỹ cách làm của mình ha. Mình khai báo một cái biến var, mình đặt tên là list nhỏ. Rồi chấm phẩy, mình không gán giá trị gì cho nó. Rồi tiếp theo, khi mà nó tạo ra một cái đối tượng list, nghĩa là trên màn hình mình thì chỉ có một đối tượng list thôi các bạn. Khi mà tạo ra đối tượng list thì mình phải bảo là list nhỏ này nè chính bằng list. Rồi chấm phẩy. Như vậy là từ đây thì cái list này nó đã bằng với cái list. Vậy thì list này có phương thức gì thì list có phương thức đó. List này có thuộc tính gì thì list này có thuộc tính đó ha. Và nó cũng chính là trỏ đến cái list, chính là trỏ đến cái list ở đây. Rồi, ở đây chúng ta đã có cái list rồi các bạn. Thì trong cái hàm send này, khi ấn vào nút gửi ở đây ha, khi ấn vào nút gửi nó sẽ thực hiện cái hàm là hàm send. Rồi, vậy mình muốn tác động đến cái state của cái list thì mình chỉ cần gọi biến là list thôi các bạn. List, tại vì nó đã lưu giá trị của cái biến list trong hàm list ở đây. Khi mà nó initial state thì hai cái này bằng nhau. Thì thằng list nó có cái set state thì đương nhiên list nó cũng phải có set state, thì mình cũng có thể gọi là chấm set state các bạn. State, ok. Và chấm phẩy. Trong này thì mình sẽ truyền vào một cái đối tượng. Rồi mình phải xem state này nó chỉ có một cái phần tử duy nhất là mảng thôi, đúng không? Thì mình có thể làm cách này đơn giản. Bằng mảng 2 chấm. Các bạn sẽ phải gọi ra cái mảng của cái list, thì các bạn sẽ gọi là list, đúng không? Chấm state. State nó là một cái thuộc tính của list trên này. Nó là một thuộc tính của this state, nghĩa là cái state là một thuộc tính của this. Mà list thì bằng this, cho nên list nó cũng có cái thuộc tính state. Rồi, thì xuống đây. Tương tự thì state nó có thuộc tính mảng, các bạn chấm mảng vào. Và chấm concat, tức là nối mảng các bạn. Các bạn có thể truyền ở đây một cái mảng, hoặc đơn giản là truyền đây một cái phần tử. Thì cái công lệnh concat nó sẽ trả về cho bạn một cái mảng. Và ở đây thì mình sẽ nối với cái giá trị mà mình nhận được ở trong cái ô input text này. Và chỗ này là thấp nhỏ các bạn. Rồi, concat thì các bạn lấy cái giá trị của cái input text này như sau. Các bạn gọi this ở đây được hiểu là trong cái input text thì nó sẽ có một cái thuộc tính là refs. Và để truy cập được đến đúng cái refs mà mình cần thì mình cần phải truyền vào cái tên của ref. Ví dụ đây ref bằng TXT. Rồi, thì đến đây nó mới trả về cho mình một cái object. Để lấy được giá trị trong cái ref này thì mình phải gọi value. Ok, như vậy là xong. Thì bây giờ mình sẽ run thử ha. Rồi, mình ấn vào nút thêm. Nó bảo mình enter một cái nốt gì đó. Ví dụ mình nói là Android đi. Và mình ấn gửi. Đó, các bạn thấy là khi mình ấn gửi thì ngay lập tức nó thêm một cái dòng text vào trong cái list của chúng ta. Đó chính là một cái cách để chúng ta thao tác giữa các cái component với nhau ha.
Mình xin kết thúc video này ở đây, và ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm cái ví dụ này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.